Thưa quý vị, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng. Hiện nay, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển và quản lý đảng viên đang là nhiệm vụ được Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đặc biệt chú trọng. Vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyên đề với sự tham dự của trên 4.000 đảng viên để đánh giá tình hình và bàn giải pháp phát triển đảng viên mới. Qua nghe kiến nghị của các cấp ủy, lãnh đạo Thành ủy đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và khó khăn từ cơ sở và đề ra một số giải pháp cụ thể thời gian tới. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và của tất cả đảng viên. Cần phải phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt theo phương châm nắm chắc nguồn, dễ thì làm trước, khó làm sau. Phát triển đảng viên phải đảm bảo số lượng lẫn chất lượng. Trên tinh thần đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương ngay sau hội nghị này cần tiến hành rà soát, đánh giá và xác định rõ nguồn phát triển đảng viên tại cơ quan, đơn vị địa phương mình, đảm bảo sát đúng đến từng đối tượng và trên cơ sở đó để đề ra các cái chỉ tiêu bám sát theo nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương và chương trình hành động số 17 của Thành ủy. Thành công của hội nghị này đã tạo sự lan tỏa sâu rộng đến các cấp ủy và nhận thức của từng đảng viên trên địa bàn về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, trong đó việc chú trọng chất lượng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên ở khối doanh nghiệp, y tế, trường học, đảng viên là người có đạo cũng đang là vấn đề được Thành ủy và các cấp ủy hết sức quan tâm. Thành ủy sẽ xây dựng các kế hoạch để theo đó các cái quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc trong cái việc tổ chức cái việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và đặc biệt là phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo. Cái việc này theo chúng tôi cũng làm thành công thì phải có các cái mục đích, các chỉ tiêu, các kế hoạch thật là rõ và đặc biệt là phải sát vào thực tiễn, gắn với thực tiễn để hiểu rõ cái quần chúng đang nghĩ gì, đang mong muốn gì. Bên cạnh chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên mới, hiện nay Thành ủy Đà Nẵng cũng thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, nhất là tại các cấp ủy cơ sở, có phần trực tiếp xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nhằm tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.